ơi, em chào chị. Chị ơi, chị cho em hỏi chị tên là gì ạ? Được, chị Hay. Vâng, chị Hay. Chưa được. Hôm qua, xem thử cho. Hôm qua chị có mua sản phẩm ở bên em là sữa rửa mặt, chống nắng và sữa tắm nhở? Chị tối qua chị về tắm rồi ấy. Hôm nay chị cho em xin cái cảm nhận là khi chị tắm xong chị có cảm nhận như thế nào không ạ? Thơm và rất là dễ chịu. À thế ạ, chị có thấy sạch và mịn da không ạ? Có chứ. À dạ vâng. Vâng, em rất cảm ơn chị. Đấy, ngày hôm qua là chị đã đến mua sản phẩm của Lila, gồm có sữa tắm, chống nắng và sữa rửa mặt. Đó, và ngày hôm nay đây nha, đang xin cảm nhận của chị nha. Rất là cảm ơn chị nha. Em cảm ơn chị.